nội dung tin khán giả người VTV sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày 90.000, 91.000 pound thịt gà tây bị thu hồi vì nhiễm vi khuẩn trong trước những cái ngày mà thanh ghi Vinh, CE nói là hoàng thái tử Saudi Arabia là chính là người ra lệnh giết nhà báo Kasravi và tìm được tàu ngầm Argentina bị chìm cách đây một năm trong đó có 44 uh, thủy thủ. Theo các vị tin của đài CBS cho biết là công ty Genio Turkey đang phải thu hồi 91.000 pound thịt gà Tây mà chưa chế biến gọi là raw turkey bởi vì đang có cái uh, dịch bệnh uh, nhiễm vi khuẩn Salmonella à, uh, cái Salmonella này nó dính tới cái chuyện mà uh, Bộ Nông nghiệp của Mỹ cho biết là bây giờ nó đang phát triển và dính vào những cái chỗ mà kỹ nghệ sản xuất gà Tây chuẩn bị cho cái mùa thanh niên binh năm nay thì cho đến giờ phút này cái cái tình trạng mà nhiễm vi khuẩn này đó nó đã có là một người chết và 164 người bị bệnh ở tại 35 tiểu bang và một số nửa những một nửa số người mà ăn cái gà tây bị bệnh này họ bị đưa vào bệnh viện thì các nhà gọi là uh, các giới chức nhà nước cho biết đó là cái sản phẩm này do cái hãng Genio một cái công ty gọi là nhỏ của cái công ty sản xuất thực phẩm lớn tên là Homeat sản xuất. Và họ thấy rằng cái sản phẩm trong sản phẩm công ty này uh, có cái uh, vi khuẩn Salmonella và giờ họ đang điều tra. Thì uh, họ phát hiện ra là những cái người nào mà sử dụng cái thịt bò ở uh, thịt gà tây của này từ ngày 1 đến ngày trong ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 10 đó là mà mà vẫn còn để trong tủ lạnh thì không nên. Uh, và cái đợt hàng này nó có cái tên là P 190 tức là P190 thì họ nói là nếu những người nào mà đang có giữ cái loại gà tây đó của cái hãng Genio mà có cái tên P190 thì nên giúp đi, đừng ăn nữa. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà vi khuẩn Salmonella mà nhiễm trong thực phẩm đó thì là theo như là CDC tức là cơ quan phòng bệnh của Mỹ cho biết là một năm nó làm cho khoảng một triệu người bị bệnh. Những người đặc biệt là những trẻ em dưới 5 tuổi và những người lớn tuổi là dễ bị nhất và khi mà bị đó, thì trong vòng từ 12 giờ đến 72 giờ những người này có những cái triệu chứng chẳng hạn như là tiêu chảy đau bụng và bị sốt thì đó là cái tình trạng mà bị nhiễm vi khuẩn salmonella bây giờ cái công ty Genio phải gọi là thu hồi 91 ngàn à, cái uh, gọi là Powell. thịt uh, gà tây mà chưa chế biến là bao bao gồm cả gà tây mà thịt raw raw thơ kỳ có nghĩa là họ xây rồi cũng bị nhiễm luôn. Rồi liên quan đến cái chuyện mà nhà báo Jamie Khashoggi bị giết chết trong tòa tổng lãnh sự của Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10. Thì trong những ngày qua chúng tôi có đưa tin cho quý vị là ở uh, bên phía Saudi Arabia họ nói là họ truy tố 11 người trong đó có 5 người có thể bị án tử hình và có cả cái ông cựu phó giám đốc tình báo của Saudi Arabia cũng như một ông trong tòa án. Đó tổng cộng 11 người bị truy tố và những người còn lại có thể bị án trung thân và họ tường thuật là nhà báo Khashoggi khi mà vào trong tòa tổng lãnh sự đã bị nghĩa là trói lại và chích thuốc mê quá liều bị chết rồi xác bị chặt ra và đưa cho cái nhà khoan nó đó vân vân và... vân và trong cái thông báo của văn phòng công tố của Saudi Arabia thì không nhắc đến cái chuyện ai chủ mưu chuyện này và người ta đều nghi là có thể là quốc vương Salman hoặc là ông con của ông là ông hoàng thái tử bin Salman họ không nhắc tới đó. thì ngày hôm qua cơ quan điều tra Uh, cơ quan tình báo Mỹ là CIA họ đã xác nhận chính ông Hoàng Thái Tử Bin Salman là người chỉ đạo à, để giết ông Khashoggi đó là cái mà phải nói là kinh hoàng bây giờ chưa biết như thế nào bên uh, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bên Saudi Arabia chưa thấy phản ứng với cái tin này của CIA mà sáng nay Tổng thống Trump có nói ngày mai hoặc trong ngày hôm nay ông sẽ nói chuyện với bà Gina Haskell là giám đốc CIA và ông ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ xem cái chuyện này như thế nào sau khi CIA báo cáo và có thể Mỹ sẽ phải có hành động như thế nào với Saudi Arabia. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là Mỹ chắc cũng không có làm gì đâu, cùng lắm là làm một số chuyện mang tính cách biểu tượng mà thôi. Thì trước đó Mỹ đã chừng đã rút giấy rút gọi là visa của một số ở giới chức ngoại giao của Saudi Arabia có khoảng 11 người không cho vào Mỹ, đó, họ không cho vào đó để trừng phạt cái chuyện này ở Argentina hôm nay người ta vẫn tìm thấy thấy một cái thòa cái tàu ngầm à bị mất tích bị chìm cách đây một năm sâu dưới lòng biển à, ở ngoài bán đảo Verdez, Peninsula ở Argentina sâu tới 2 625 phút ở dưới nước chiếc tàu ngầm này bị mất tích vào ngày 15 tháng 11 năm 2017 tức là đúng một năm hơn một năm hai ngày thì đúng hơn đó. và ngày hôm chủ, thứ năm vừa rồi là cái ngày kỷ niệm cái tàu này cái tàu ngầm bị mất tích à, thì bây giờ họ tìm thấy thì trong đó 44 người thủy thủ cũng bị mất tích theo luôn thì coi như chắc là chết rồi thì bây giờ họ đang tìm cách cầu cái 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 cái, cái uh, tàu ngầm này lên để xem nó như thế nào Ở trong một năm qua thì có tới 18 quốc gia tham gia cùng với lại hải quân của Argentina để tìm cái tàu này cái tàu này đó nó gọi là cái loại tàu TA 1700 submarine là cái loại mà tàu ngầm mà do uh, Đức uh, chế tạo nó vừa chạy diesel vừa chạy điện luôn và nó được sản xuất vào thập niên 1980 và sau đó họ nó được sửa lại vào năm 2008 và 2014 uh, thì với cái trị giá lúc đó sửa chữa là 12 triệu đô la thì bây giờ ta không biết là tại sao mà cách đây một năm nó bị trục chặt và chìm luôn chú vị 2.600 feet là nó vào khoảng cửa chừng uh, Uh, cỡ sắp xỉ có một cây số và phải một năm chờ mới tìm ra được thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.